ủy, đồng chí Lưu Tất Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. Tú, Bí thư Quận đoàn Thanh Xuân, thay mặt thế hệ trẻ kính mời đồng chí. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, kính thưa đồng chí Vũ Cao Minh, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận, Bí thư Đảng ủy Quân sự quận Thanh Xuân. Kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể các bạn thanh niên lên đường nhập ngũ. Đã tuổi trẻ cả nước, trong đó có tuổi trẻ quận Thanh Xuân, hăng hái lớn lên trong thời đại Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ và phát huy những thành quả cách mạng mà cha ông chúng ta đã đánh đổi bằng. Đoàn viên thanh niên đã nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chính vì vậy, để thực hiện được nghĩa vụ quân sự, trong những năm qua, lớp lớp thế hệ đoàn viên thanh niên quận Thanh Xuân đã xung phong tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc bằng ý chí, niềm tin và nghị lực của mình nhất. Các bạn sẽ mang trên mình những bộ quân phục màu xanh truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Các bạn sẽ bước vào cuộc sống quân ngũ với những ngày ý chí vươn lên và tinh thần đoàn kết. Các đồng chí sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Khi hết thời hạn tại ngũ trở về quê hương, các bạn sẽ có một hành trang vững chắc bước vào cuộc sống với sự dày dặn, cứng cỏi, tính kỷ luật, tinh thần tập thể hết lòng vì nhân dân phục vụ. Kính thưa các đồng chí và bảo vệ Tổ quốc, cho phép tôi thay mặt cho Ban Thường vụ Quận đoàn xin gửi tới các đồng chí lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Tân binh lên đường nhập ngũ vui vẻ, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và đạt được thật nhiều thành tích vẻ vang với những tình cảm yêu mến nhất. Cuối cùng, thay mặt cho Ban phát huy truyền thống yêu nước, sự quyết tâm cao với tinh xứng danh bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào việc xây dựng quân đội vững mạnh, chính quy, công dân Trần Hồng Dân, phường Thanh Xuân Bắc, thay mặt các Trần Hồng Quân. Xin kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, rất vinh dự cho tôi được thay mặt cho các đồng chí biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc buổi lễ giao quân của quận Thanh Xuân thành công tốt đẹp. Kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, thế hệ trẻ chúng tôi ngày nay được sinh ra và lớn lên trong môi trường hòa bình, hạnh phúc và quận Thanh Xuân có truyền thống cách mạng vẻ vang, đồng thời luôn được rèn luyện giáo dục truyền thống cách mạng trong những năm tháng học tập dưới mái trường xã chủ nghĩa thân yêu. Chúng tôi nhận thức sâu sắc thế hệ trẻ được tham gia xây dựng quân đội bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là niềm vinh dự, tự hào. Trong quận Thanh Xuân nhập ngũ năm 2015, tôi xin hứa: một, ra sức học tập, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, quyết tâm thực hiện tốt những điều căn dặn của lãnh đạo quận Thanh Xuân vừa ra cho chúng tôi; hai, thường xuyên học tập, trau dồi phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh chính trị của người quân nhân cách mạng, góp phần xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; ba, tích cực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, không lùi bước trước mọi khó khăn, tiếp tục phát huy tô thắm truyền thống quận Thanh Xuân và quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; bốn, xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, phát huy trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, quân đội giao cho. Cuối cùng, tôi cho phép tôi được thay mặt toàn thể các đồng chí tân binh quận Thanh Xuân lên đường nhập ngũ năm 2015. Xin kính chúc các đồng chí đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, xây dựng quận Thanh Xuân và thủ đô giàu đẹp, văn minh. Xin trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính Trung tá, Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh, đại diện chỉ huy ba đơn vị nhận quân lên phát biểu ý kiến. Thưa toàn thể bà con nhân dân, hòa chung với khí thế sôi nổi, hào hứng của cả nước trong những ngày đầu xuân mới, xuân Ất Mùi năm 2015, ngày hội tòng quân của cả nước, hôm nay quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội long trọng tổ chức lễ giao quân nhận quân đợt 1 năm 2015.
kính chúc các đồng chí đại biểu, các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, các đoàn thể xã hội cùng toàn thể nhân dân trong quận mạnh khỏe, thành đạt và hạnh phúc nhân dịp đầu xuân mới. Của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân là lực lượng nòng cốt trong thế trận chiến tranh nhân dân. Trong tình hình cách mạng hiện nay, trước những yêu cầu xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam theo hướng cách mạng, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, việc tuyển chọn công dân địa phương, các đoàn thể xã hội và nhân dân trong quân, ban chỉ huy quân sự các cấp đã tạo mọi điều sức mạnh, ý chí vươn lên của tuổi trẻ, những thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kính thưa dân, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đơn vị luôn thực hiện các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai và các nhiệm vụ khác. Lữ đoàn luôn phát huy truyền thống mở đường thắng lợi của bộ đội công binh Việt Nam anh hùng nói chung, của quận Thanh Xuân và xây dựng đơn vị. Chúng tôi tin tưởng rằng các đồng chí sẽ phát huy và truyền thống cách mạng, các đồng chí sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quân đội. Kính mong cấp ủy chính quyền địa phương, các cơ quan đoàn thể xã hội và các công ty sự nghiệp và nhân dân địa phương, đặc biệt các gia đình có con em nhập ngũ đợt này thường xuyên làm tốt công tác phối hợp với đơn vị, cùng chúng tôi tiếp tục theo dõi, giúp đỡ động viên để các đồng chí chiến sĩ mới. Các công dân nhập ngũ lên ba lô. Các đoàn viên thanh niên, các cháu thiếu nhi thành tự hình theo quy định. Mới rồi chứ.
cũng là đưa dâu về nhà chồng. Xe nhà hay sao nhỉ? Xe nhà đưa đi đúng không? Chả biết chắc thế. Thì thôi đừng dừng lại, đừng có dừng lại. Đi luôn đây, đi luôn đây. Rồi, rất bình.